Kính thưa quý vị, tác động của đại dịch COVID-19 đã khiến cho bức tranh kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 có ít điểm sáng, các động lực tăng trưởng kinh tế bị kéo lùi nghiêm trọng. Tuy nhiên, ngay sau khi thành phố Hồ Chí Minh mở cửa trở lại trạng thái bình thường mới thì các hoạt động sản xuất đã nhanh chóng được khôi phục. Ở thời điểm hiện tại, bước sang năm mới 2022, trên các công trường đã rộn vang tiếng máy móc. Trong các nhà xưởng, ánh đèn đã sáng cả đêm, người lao động bắt đầu tăng ca tăng kíp để kịp trả những đơn hàng của năm cũ trước Tết Nguyên đán và chuẩn bị cho những đơn hàng trong năm mới. Đây là những sản phẩm doanh nghiệp này thực hiện để giao cho đối tác Nhật Bản. Còn đây là những sản phẩm đã hoàn thiện, được đóng thùng và thứ sáu này sẽ được đi đường biển để đến thị trường Mỹ. Ở một dây chuyền khác, người lao động đang phải tăng tốc sản xuất đơn hàng của hợp đồng mới mà doanh nghiệp vừa ký. Để kịp tiến độ các đơn hàng với số lượng ngày càng lớn, doanh nghiệp này đã phải tính đến việc mở rộng nhà xưởng, tuyển thêm lao động. Các cái khách hàng cũ thì họ tăng cái lượng đặt hàng lên và đồng thời lại có rất là nhiều khách hàng mới tìm đến và muốn làm việc một cách lâu dài. Tôi có một cái niềm tin rằng là trong năm 2022 này là sẽ có rất là nhiều đơn hàng tốt. Và như ngay lúc này đi, là chúng tôi đã phun hàng cho đến cuối tháng 6, bởi vậy chúng tôi mới đặt cái mục tiêu đó là tăng gấp đôi cả về số quy mô nhân công cũng như là dân số. Còn tại doanh nghiệp cơ khí này, nhà xưởng đã rực cánh lửa xuyên qua cả mùa dịch. Không một đơn hàng nào của đối tác bị trễ hẹn vì giãn cách. Khi thành phố Hồ Chí Minh trở lại trạng thái bình thường mới, cũng là lúc nhịp độ công việc tại đây phải khẩn trương hơn, bởi đơn hàng năm nay nhận được cao hơn rất nhiều so với năm ngoái. Về mặt sản lượng thì chúng tôi đã tăng khoảng trên 30%. Là đối với những đơn hàng của 2022. Hiện nay thì tổng số lượng mà chúng tôi đang đặt cái chỉ tiêu của năm 2022 là lên tới 200.000 tấn trong một năm. Cao hơn năm trước là khoảng 60%. Đó là chỉ tiêu. Nhưng hiện nay thì chúng tôi đã có những đơn hàng lớn và dự kiến sẽ triển khai vào đầu năm 2022. Ngay trong hội doanh nghiệp cơ khí điện thì cũng có nhiều doanh nghiệp là cũng rất là mạnh mẽ, là coi như là không dùng từ sống sót mà sống tốt xuyên qua dịch bệnh. Cái nhu cầu phát triển sản xuất của các doanh nghiệp FDI thì vẫn đang có, và sắp tới đây là trên cái dây chuyền mới của mình, với những cái năng lực mà coi như mình đầu tư thêm và mình đã cho khách hàng biết là mình sẽ đầu tư như vậy, thì mình nhận thấy rằng cái tín hiệu rất là vui là khách hàng sẵn sàng tương tác làm việc với mình nhiều hơn, để đặt hàng mình nhiều hơn, và mình sẵn sàng đáp ứng cái nhu cầu của khách hàng. Đến thời điểm hiện tại, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã ổn định lại sản xuất sau thời gian căng thẳng bởi dịch bệnh. Nhiều doanh nghiệp đã đón nhận những đơn hàng mới với số lượng lớn. Không ít doanh nghiệp mạnh dạn xây dựng nhà máy mới, đầu tư công nghệ để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Theo số liệu của Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh, có gần 72% doanh nghiệp đánh giá hoạt động sản xuất ổn định và tốt hơn trong quý 1 năm 2022. Cùng với các ngành sản xuất, ngành du lịch của thành phố Hồ Chí Minh cũng đã bắt đầu trở lại với các đường tour. Nếu như năm ngoái ngành du lịch đã vài lần mở cửa, kích cầu rồi lại bị đóng băng bởi dịch Covid-19, thì năm nay doanh nghiệp trở lại với một tâm thế hoàn toàn khác. Nhiều đường tour mới đã được mở, đường tour cũ được làm mới, các kịch bản ứng phó với dịch bệnh cũng đã sẵn sàng. Chính phủ cũng đã quyết định cho thành phố Hồ Chí Minh mở cửa đón khách quốc tế. Đây được xem là những tín hiệu lạc quan cho sự phục hồi của ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh. Những tour đi về vùng xanh Cần Giờ, Củ Chi đã được ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh triển khai ngay từ giữa tháng 9 năm 2021, thời điểm mà thành phố Hồ Chí Minh chưa trở lại trạng thái bình thường mới. Ngay sau ngày 1 tháng 10 năm 2021, khi thành phố mở cửa trở lại, các hoạt động kết nối với các tỉnh thành khác nhanh chóng được ngành du lịch thực hiện. Linh hoạt thích ứng với bối cảnh mới, một ngày hội du lịch dưới hình thức trực tuyến cũng đã được tổ chức vào đầu tháng 12 năm 2021. Để quảng bá du lịch, lần đầu tiên, thành phố Hồ Chí Minh có hẳn một tuần lễ du lịch thành phố Hồ Chí Minh, thành phố tôi yêu. Tại đây, một loạt các sản phẩm du lịch mới đã được công bố để khai thác thị trường khách nội địa và chuẩn bị sẵn sàng đón khách quốc tế. Tour về Thủ Đức là một trong những đường tour mà chúng tôi kỳ vọng rất là lớn. Nó tập trung vào nhiều đối tượng khách, ví dụ như khách quốc tế vào Việt Nam, hay là đối tượng khách của người Việt đi du lịch thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng tôi đã làm nên cái sản phẩm mẫu trước mắt là Thủ Đức. Và sắp tới trong thời gian kế nữa là chúng tôi sẽ nghiên cứu thêm những địa phương khác, ở tỉnh thành khác. Phát triển khai thác những cái tour ngắn ngày, một ngày, hai ngày, tập trung nhiều
ở các cái khu vực ở trong huyện ngoại thành của thành phố Hồ Chí Minh, ví dụ như Củ Chi, Hóc Môn hay Bình Chánh, Thủ Đức. Đó là những điểm mà rất phù hợp cho những cái tour trải nghiệm một ngày hoặc hai ngày, mà đặc biệt là phải du khách phải trải nghiệm và cảm nhận được một cái rất thực tế, không phải gò bó trong một cái chương trình tour như trước đây mà các đơn vị thường hay tổ chức. Sau nhiều tháng chuẩn bị, thành phố Hồ Chí Minh đã có Bộ Tài nguyên Du lịch với 366 điểm đến. Các kịch bản xử lý tình huống khi có trường hợp F0 trong các tour cũng đã được xây dựng. Trên cơ sở này, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản kiến nghị Thủ tướng được đón khách quốc tế với cơ chế hộ chiếu vaccine, không cần cách ly và đã được chấp thuận. Đây được xem là một trong những cú hích giúp phá băng thị trường du lịch thành phố Hồ Chí Minh. Hiện thành phố đã xây dựng kế hoạch về thế trận y tế ứng phó với lại chủng mới Omicron. Các phương án, các quy trình và các tiêu chí cũng đã sẵn sàng và doanh nghiệp cũng như du khách đã có nhận thức cao về việc thích ứng với dịch bệnh COVID-19. Vì vậy chúng tôi rất là tin kinh tế, xã hội của thành phố sẽ tiếp tục phục hồi và trong đó ngành du lịch của chúng tôi cũng sẽ tiếp tục phục hồi bền vững. Ngoài cái việc mà làm cho sản phẩm cho khách nội địa đảm bảo an toàn và tổ chức du lịch an toàn thì những người làm du lịch chúng tôi luôn luôn nghĩ đến những cái sản phẩm cho quốc tế. Ngành du lịch vào cuộc với tư thế sẵn sàng, nghĩa là có sự chuẩn bị đầy đủ rồi. Cái điều mà chúng ta mong mỏi trong chờ đó là cái miễn dịch cộng đồng. Được đón khách quốc tế trở lại mở ra kỳ vọng về phục hồi nhanh chóng của ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh sau 2 năm bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19. Trong năm 2022, ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng có thể đón 3,5 triệu lượt khách quốc tế. Nhiều doanh nghiệp sản xuất thành phố Hồ Chí Minh đang đón nhận những tin vui từ số lượng đơn hàng mới. Ngành du lịch của thành phố thì cũng đang phục hồi trở lại với nhiều tín hiệu lạc quan. Đầu tàu kinh tế của cả nước đã đặt ra mục tiêu tăng trưởng năm 2022 là từ 6 đến 6,5%. Đây được xem là một mục tiêu khó khăn, nhất là khi tăng trưởng trong năm 2021 của thành phố Hồ Chí Minh ở mức âm 6,78%. Tuy nhiên, thành phố cũng đã xây dựng những kế hoạch cụ thể và có niềm tin để hiện thực hóa mục tiêu này. Đầu tháng 12 năm 2021, tại kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2022 của thành phố. Theo đó, thành phố Hồ Chí Minh thống nhất chủ đề năm nay là năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tiếp tục nâng cao chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp. Nghị quyết này cũng đề ra 19 chỉ tiêu cụ thể, trong đó tốc độ tăng trưởng GDP của thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 sẽ đạt từ 6 đến 6,5%. Để đạt được mục tiêu này, những giải pháp hỗ trợ để doanh nghiệp nhanh chóng hồi phục đã được thành phố Hồ Chí Minh tính đến. Hỗ trợ về tín dụng, hỗ trợ tổ chức lại sản xuất, kinh doanh, giảm các cái chi phí trong quá trình tổ chức lại sản xuất kinh doanh, rồi mở rộng thị trường, gia nhập lại thị trường, mở rộng thị trường, cũng như là trong quá trình là tái cấu trúc lại doanh nghiệp, thực hiện chuyển đổi số, đào tạo nhân lực. Thì phần này thành phố đã vận dụng các cái chủ trương, các chính sách của Trung ương cũng như là các cái chính sách của thành phố để hỗ trợ các doanh nghiệp trong thời gian vừa qua. Thành phố cũng lập ra các tổ như về tổ đầu tư, về ngân sách đầu tư công. Rồi nhóm cũng do lãnh đạo thành phố chủ trì cùng với các sở ngành, ngoài ra lập thêm cái tổ nữa, rồi tổ thực hiện vốn ngoài ngân sách để làm sao phối hợp để hỗ trợ nhanh nhất. Ngoài ra cái nhóm gọi là nhóm FDI đầu tư nước ngoài để làm sao chúng ta nghe để thực hiện để thu hút đầu tư nước ngoài. Năm 2021, kinh tế thành phố Hồ Chí Minh đã bị sụt giảm nặng nề bởi ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Trong 2 năm 2020-2021, nền kinh tế thành phố đã mất đi 12 tỷ đô la Mỹ. Lần đầu tiên sau đổi mới, đầu tàu kinh tế của cả nước ghi nhận mức tăng trưởng âm 6,78%. Dù vậy, các chuyên gia kinh tế cho rằng thành phố hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu từ 6 đến 6,5% đã đặt ra với sự tăng trưởng theo mô hình chữ V. Thành phố quyết tâm giải quyết vấn đề rất căn cơ, đó là tháo gỡ tất cả điểm nghẽn về thủ tục hành chính, về đầu tư. 100 mấy chục dự án hiện nay thành phố tập trung từng loại để gỡ từng cái, để đưa vốn vào thị trường. Những điểm nghẽn nào mà không hấp thụ vốn thì tháo tất cả điểm nghẽn. Với cái cơ chế có thể bù lãi suất, chương trình nhà xã hội, xử lý nhà trên kênh rạch và các công trình trọng điểm, dự án nào mà đủ điều kiện thì tăng vốn. Các giải pháp như vậy là xây dựng một cái chương trình đồng bộ phục hồi. Năm 2022 là cái giai đoạn 1, là giai đoạn hồi phục kinh tế. Thì chúng ta sẽ
có khoảng thời gian để chúng ta điều chỉnh, chúng ta nâng cao chất lượng của thể chế và chúng ta tạo ra môi trường đầu tư thật là tốt để thu hút vốn đầu tư. Do dư địa tài khoá của chúng ta còn rất là lớn, hoàn toàn có thể là tiếp tục cái hướng đầu tư công, nó sẽ là tiền đề để tạo ra công ăn việc làm, giải quyết các cái vấn đề an sinh xã hội, công ăn việc làm và thúc đẩy tăng trưởng từ đầu tư công. Chủ đề năm 2022 của thành phố Hồ Chí Minh đã có, những mục tiêu tăng trưởng kinh tế cũng đã được đặt ra. Đây được xem là một quyết tâm chính trị để thành phố tập hợp các nguồn lực, một ý chí để đầu tàu kinh tế cả nước vượt qua những khó khăn và nhanh chóng phục hồi. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng đã đề ra, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh cũng đã thông qua nhóm giải pháp cấp bách để phục hồi kinh tế xã hội trong năm 2022. Đó là củng cố hệ thống y tế, bổ sung cơ chế chính sách đặc thù để nâng cao năng lực y tế cơ sở, chăm lo an sinh xã hội cho người dân, kết nối việc làm, giải quyết vấn đề lao động, nhà ở, tập trung nguồn lực cho các ngành nghề kinh tế, tăng cường cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hoạt động thường nhật của người dân. Ở góc độ các doanh nghiệp, họ đang chờ đợi để có thêm các cú hích về chính sách. Trong thời gian dịch bệnh mà trong suốt 2-5 năm vừa qua chúng ta không làm được, thì chúng ta đã làm được thì chúng ta phải giữ cái đó lại. Trong đó có quá trình điện thoại hóa, số hóa, trong đó có những cái phương thức cung ứng mà đã đáp ứng trong yêu cầu dịch bệnh thì cần phải có một cái sự duy trì. Và chính cái điều kiện này nó sẽ thành một cái nền tảng để chúng ta rút ngắn được thời gian phát triển hơn. Trong cái thời điểm vừa rồi tôi thấy là thành phố cũng có những cái chương trình về nhà ở cho người lao động. Tôi rất là tâm đắc cái việc này, từ vì sau cái đại dịch người ta ùn ùn người ta về quê rồi, cái lực lượng lao động thiếu hụt ở các đơn vị rất là lớn. Cái đó là nên chăm sóc cho người lao động, và tôi cho là cái yếu tố lao động là một yếu tố hết sức là quan trọng, và chúng ta bắt buộc chúng ta phải quan tâm đến họ. Bây giờ phải có những cái chính sách gọi là chính sách đặc thù, chứ không phải cái chính sách bình thường như trước đây để hỗ trợ cho doanh nghiệp. Những cái đặc thù này là phải có những cái gói hỗ trợ riêng, những cái hỗ trợ mà nó không giống ai như từ trước tới giờ để giúp cho doanh nghiệp hồi phục. Ở tầm vĩ mô thì chúng tôi cần có một cái chính phủ, đảng, nhà nước xem xét lại, điều chỉnh lại, cần thiết cập nhật và update lại cái chiến lược phát triển 5 năm 2021-2025 và 2025 nhìn tầm nhìn 2030, để cho doanh nghiệp có khả năng là lấy đó làm cơ sở, làm định hướng để xây dựng kế hoạch của mình. Năm 2022, chính phủ xác định chủ đề điều hành là đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển, với mục tiêu tăng trưởng GDP đạt 6-6.5%. Là đầu tàu kinh tế, thành phố Hồ Chí Minh đang đóng góp khoảng 22% GDP và 27% tổng thu ngân sách của cả nước. Điều này có nghĩa, để Việt Nam đạt được mục tiêu tăng trưởng thì thành phố Hồ Chí Minh cũng phải đạt được những mục tiêu đã đặt ra. Và với những nỗ lực của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh và cả cộng đồng doanh nghiệp trong phục hồi kinh tế, sự đồng hành của người dân trong công cuộc phòng chống dịch COVID-19 thì các chỉ tiêu đều có thể đạt được.